chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã đến với Đầu tư ENK. Và đây là video nằm trong chuỗi các video về chứng khoán của Đầu tư ENK. Có bao giờ bạn sẽ tự hỏi làm sao mà có thể điều đó thực hiện được nhỉ? Đa số trường hợp câu trả lời không thể nào, và những lời đề nghị, hứa hẹn đó đều dùng để đánh lạc hướng, nếu không muốn nói là lừa đảo. Ngay cả những nhà đầu tư sành sỏi, kinh nghiệm nhất cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo đầu tư. Còn một nhà đầu tư có trí tuệ cũng như kinh nghiệm trung bình như bạn thì sao? Phải làm gì để tự bảo thân mình khỏi những tay siêu lừa đang cố gắng chia cắt bạn và những đồng tiền bạn kiếm được bằng mồ hôi nước mắt? Sau đây, Đầu tư ENK sẽ chia sẻ cho bạn cách để tập trung và biết mình tìm hiểu những gì thông qua những dấu hiệu lừa đảo chứng khoán tài chính mà bạn nên biết. Đầu tiên, một kế hoạch quá béo bở để trở thành hiện thực. Bạn biết đấy, thi thoảng có những tay sát thủ trên thương trường, nhưng rất ít thôi, và bọn họ cũng không thể giữ phong độ suốt ngày này qua ngày khác được. Nếu ai đó đứng ra đảm bảo một khoản lợi nhuận vừa kếch xù lại còn vừa chắc chắn thì bạn hãy nên tránh xa lời đề nghị như vậy. Thứ hai, họ đưa ra một lời đảm bảo. Không ai đảm bảo được lợi nhuận, trừ phi họ mời chào các loại trái phiếu hoặc là chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định. Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán không bao giờ được đảm bảo. Thứ ba, đó là một cơ hội phức tạp và hiếm có. Có đôi khi người ta phán rằng họ tiếp cận được một cơ hội đặc biệt, không phải ai cũng được chào mời. Họ như có thể sử dụng được những lời hoa mỹ như là chứng chỉ cho vay với lãi suất cơ bản, hoặc là cổ phiếu phát hành mới cho cá nhân, hoặc họ quảng cáo rằng mình thông thạo kỹ thuật liên quan đến dự báo thị trường hoặc thị trường ngoại hối Forex. Thứ tư, những mô hình kinh doanh mới. Có thể bạn được chào mời cơ hội tham gia đầu tư của một công nghệ làm thay đổi thế giới nào đó. Các công ty về công nghệ sinh học và công nghệ xanh đang rất phổ biến hiện nay. Một công ty công bố rằng họ đang nắm giữ phát minh của một công nghệ tạo ra cuộc cách mạng thay đổi cho thế giới. Còn bạn may mắn có cơ hội tham gia đầu tư trước khi các nhà đầu tư thuộc tổ chức bước chân vào. Thử đoán xem, công nghệ ở đây có thể về lý thuyết thì tuyệt vời, nhưng khả năng cao là nó không hề tồn tại. Thứ năm, áp lực về thời gian. Nhiều tay lừa đảo sẽ tạo ra áp lực cho bạn bằng những lời chào bán ngắn hạn, buộc bạn phải đưa ra quyết định sớm. Chúng không cho bạn thời gian cân nhắc để xem các cổ phiếu chào bán này có giá trị hay là không. Thứ sáu, bạn bị lôi kéo bởi những người giới thiệu. Đây là một trong những trò lừa đảo kinh điển trong sách vở. Dựa trên sức mạnh của các mối quan hệ xã hội, tên lừa đảo sẽ trả tiền cho những người ở tầng trên cùng nhằm khiến họ lôi kéo thêm bạn bè và người quen. Bạn sẽ bị thuyết phục bởi người giới thiệu là người quen, họ thực sự nhận được thù lao như đã hứa. Và nếu may mắn bạn có thể được trả tiền, nhưng khi tên lừa đảo đó đã có được điều hắn muốn thì tất nhiên hắn sẽ cao chạy xa bay, còn bạn thì ở lại với hai bàn tay trắng. Thứ bảy, chúng không đăng ký giấy phép. Rõ như là ban ngày, bất cứ công ty tài chính chính thống nào cũng như các nhân viên chào bán các khoản đầu tư phải được ủy ban chứng khoán hoặc là cơ quan chức năng cấp phép. Hãy đảm bảo việc xác nhận được việc người chào bán đã có đăng ký. Việc này có thể không phải lúc nào cũng bảo vệ được bạn, nhưng ít ra cũng hữu dụng khi bạn cần cầu cứu trong trường hợp bị lừa đảo. Thứ 8, không sử dụng tài khoản độc lập của bên thứ ba. Không có hình thức đầu tư nào để đổ tiền của bạn và của người khác vào chung một tài khoản. Bạn luôn cần phải có tài khoản riêng, được chịu trách nhiệm bởi ai đó chứ không phải là một đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, bạn cần phải được cập nhật những thông tin tài khoản định kỳ. Đương nhiên, việc này không ngăn chặn được mô hình Ponzi siêu lừa đảo của Matt Robb, nhưng nó cũng là một cách thức cảnh báo cho bạn tránh được những hình thức lừa đảo sơ đẳng hơn. Thứ 9, thuyết âm mưu. Kẻ lừa đảo nhắm vào nỗi sợ của con người. Chúng có thể bóng gió rằng nhà nước đang chủ động kìm hãm bạn khỏi công cuộc làm giàu bằng cách bưng bít thông tin hoặc là cấm đoán một số loại hình đầu tư nào đó mà chúng rất sẵn lòng giới thiệu cho bạn. Thứ 10, những lời khuyên đầu tư thực sự tồi. Bọn lừa đảo sẽ khuyến cáo bạn dồn hết tài sản vào mối đầu tư của chúng. Chúng có thể còn hối thúc vay thêm hoặc là trích khoản tiền hưu trí của bạn để góp vào quỹ đầu tư của chúng. Bất cứ điều gì đi ngược lại lẽ thường đều là tín hiệu cảnh báo cho bạn. Bạn muốn đầu tư số tiền vất vả kiếm được của mình để sinh lời, nhưng hãy đầu tư một cách thông minh, đừng dại dột biếu không cho những tay lừa đảo láo cá. Và Đầu tư ENK đã chia sẻ cho bạn 10 dấu hiệu lừa đảo chứng khoán tài chính bạn nhất định phải biết, để từ đó bạn có thể thêm vào kinh nghiệm và kiến thức để bảo vệ mình khỏi những chiêu trò lừa đảo và đưa ra những quyết định phù hợp. Qua video vừa rồi, hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình đầu tư của mình. Để mở tài khoản tại công ty chứng khoán FPT, nơi có phí giao dịch 0,1% đến 0,15%, thấp nhất trong 7 công ty chứng khoán hàng đầu, một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Để nhận được tư vấn đầu tư, tham gia khóa học và để liên kết làm việc hợp tác với Đầu tư ENK, quý anh chị đăng ký theo link chúng tôi để dưới phần mô tả video hoặc liên hệ với tôi qua hotline và email đang hiện trên màn hình. Một lần nữa, xin cảm ơn quý anh chị, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu như mọi người thấy thông tin chúng tôi chia sẻ thực sự là hữu ích.